Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Trần Quốc Tuấn, 62 tuổi, là cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Đồng Nai, mức án 7 năm tù. Bị cáo Võ Khắc Hiển, 55 tuổi, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, bị tuyên án 3 năm tù cùng vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ năm 2014 đến năm 2017, hai bị cáo đã không làm đúng chức năng kiểm tra, giám sát, can thiệp vào kết quả thanh tra của đoàn thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các bị cáo đã không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, không kiên quyết thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm. Các bị cáo không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, cáo trạng nhận định các bị cáo đã không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng theo kết quả thanh tra giám sát. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển dẫn đến không kịp thời phát hiện vi phạm của các quỹ tín dụng nhân dân. Hậu quả để các quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình, Tân Tiến, Quảng Tiến, Dầu Dây, Thanh Bình và Gia Kiệm vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại hơn 1.352 tỷ đồng.